thì giá cáp treo cũng tôi nói rẻ các bạn không có mắc ha, lên số 180 nha các bạn. Hiện giờ thì 7:30 các bạn, mình đang có mặt tại nước tắm nha. Thì ngày mới mình xin chúc tất cả các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và thành công trong cuộc sống nha các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục khám phá nước tắm nha các bạn, ngày mới là điểm du lịch còn lại nữa nha. Thì mình mới địa chỉ Đền Cù Hông, chùa Phật Lớn, tượng Phật Di Lạc với Cô Quyền, Trâm Họ với điểm 13 các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục nữa nha. Thì mình sẽ đi vô cái hướng mà lộ bộ lên phố Thành Long trước nha các bạn. Đó, mời các bạn xem video của mình nha. Rất là đẹp luôn mà. Đường cắt treo là các bạn đi lên là mau nhất nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Ngày hôm nay là thứ tư. Quá trời đẹp luôn mà. Con đường này thì đi thẳng vô cắt treo các bạn, nhưng mà người ta gào rồi nha các bạn. Người ta gào lại rồi nha. Đâu cho mình đi qua đó đâu. Mình sẽ hôm nay mình sẽ đi về số 25 và các địa điểm còn lại. Rất là đẹp luôn mà. Hơi cỏ mang chó xuống. Rất là đẹp luôn mà. Thì mình hôm nay mình sẽ đi lên cái hướng mà số Thanh Long nha các bạn. Số Thanh Long mình sẽ chia sẻ những địa điểm mà còn lại cho các bạn cùng xem nha. Thì mình sẽ có mây lạ lạ luôn các bạn. Mây các bạn nhìn khắp núi luôn nha. Đi du lịch cắm này các bạn đi cắt treo, xe ôm, có điều kiện thì xe ôm rất là nhanh đến những vị trí mà mình cần xem các bạn. Này là bên dưới cắt treo nha các bạn. Đây là cái đường lên suối Thanh Long nha các bạn. Đây là đường qua đường.
Là mình đi con đường nó cũng lên được nữa. Bên này là được, bên này cái con đường chính nha các bạn. Mình đi cái nó không có giống như cái ý tưởng mình, cái đầu mình thấy hơi chia sẻ. Đúng rồi các bạn. Đường lên núi. Ủa cái gì mà sạc sạc ghê quá. Nước gì ạ? Nước tới tiêu các bạn ơi. Mày xỉa rồi. Thì có mấy cái đưa em kêu mình review cái dạng lên non tìm chọn cây lành cô cậu mới gì làm thứ cái dòng ngày sau. Dạ chào cụ. Dạ chào cụ. Cậu chúc cậu đi khỏe. Dạ mày nhớ con không? Cha gì con mắt bây giờ mờ dữ lắm con. Dạ. Ơi con đứng đây chứ nghe tiếng thì biết người Nam đó. Dạ nhưng mà không nhìn rõ mắt, không nhìn rõ người. Dạ con đỡ bị gì gì bị cồn đá đó. Dạ ừ chúc con gỡ qua dài ngang để dạ cầu chúc cậu đi khỏe nhân cậu. Dạ trời ơi nói mấy cậu đi bán vé số đi ngang đây cầm vé số con cọc đó mà cũng xin nè. Rồi cái đến chừng nó lên tiếng đó mới biết đi bán vé số. Dạ. Thôi cho con gửi 30 ngàn nha. Dạ chúc cậu đi khỏe nha cậu. Dạ. Cảm ơn cậu nhiều. Cậu đi đoàn hay đi có mình? Con đi mình. Vậy đó nha. Dạ. Dạ con đi luôn cô ơi. Dạ. Chúc dạ. Cậu đi khỏe nha. Dạ cảm chúc cô cũng khỏe. Cảm ơn cậu nha. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp tục nha mà. Đây. Suối giờ khô nước hết rồi. Đó. Giờ còn chỉ miếng nước thôi các bạn. Âm thanh của gần núi rồi, suối tiếng suối chảy, và có một cái cây đụng đỉnh rồi. Sáng đây mình qua cho các bạn xem luôn nha, cây đụng đỉnh, thường ta làm cổng che gạt đám cưới này kia rồi, ở đây nè, dạ, rồi suối Thành Long cạn nước luôn các bạn ơi. Thường ở đây nước rất là nhiều, chảy xuống rất là mạnh luôn các bạn. Giờ còn có nhiều nước nè. Giờ còn có chút xíu nước nè. Khô hết trơn luôn. Nên mình sẽ rửa mặt các bạn. Ngặt cái để cho xuôi rủi nó trôi đi theo dòng nước các bạn. Cho may mắn nó sẽ trở lại với mình được. Ừ, mát quá bạn. Mát quá mát rồi. Bây giờ còn có nhiều nước nè. Do nắng hạn quá trời luôn. Ở đây nước chảy rất là mạnh luôn á. Nhiều luôn á. Bạn ở đây tắm không rất là vui luôn. Giờ hết trơn nước luôn, khô gan luôn. Giờ còn có miếng nước rồi. Khô gan hết trơn bạn ơi. Suối Thành Long nó cấm nè. Có để chữ luôn. Cho bạn xem.
khô gan nước luôn bạn ơi. Xin đường xả rác suối. Thì bạn đi suối này thì đừng có xả rác nha. Tại vì nhiều người các bạn, mình có ý thức chút xíu thì nó sẽ môi trường sẽ sạch đẹp hơn. Công nhận luôn. Giờ suối nó khô nước hết rồi. Mình sẽ đảo lại nha các bạn. Các bạn tính đi một lần nước nó chảy phải không? Thường người ta nói nước chảy là đá mòn là có thật sự nha các bạn. Giờ chỉ còn lại có bao nhiêu nước đó thôi. Thường ở các mùa mưa nhiều các bạn thì nó cái suối nó mới rất là đẹp nha, nước có chảy nhiều rất là đẹp. Rồi, mình cũng xin kết thúc video này tại đây nha các bạn. Thì các bạn xem thì nếu thấy thích thì ủng hộ mình nha, bằng cách các bạn like, chia sẻ video và đăng ký kênh các bạn. Nhớ bấm chuông luôn nha, để theo dõi những video khám phá của mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.